Đức Bình xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Dạo gần đây, Hoàng đang mê mẩn một MV, một bài hát được mang tên là Có Những Ngày Như Thế. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón vị khách mời, đây chính là chủ nhân của ca khúc đó, đến đây cùng với ngôi nhà của Khẩu Vị Ngôi Sao quý vị nhé. Đó chính là ca sĩ Neon Trung Thuận. Yeah, chào em. Hello. Hôm nay là anh Hoàng nói với em là anh Hoàng hơi mất lửa nhẹ. Đúng, em thiệt, chỉ có Neon hiểu em thôi. Tinh thần. Nhưng mà thôi, hôm nay mặc đồ em thấy là màu sắc quá trời nè. Chắc gì? Là màu u tối quá trời. Anh thiệt, mỗi lần mà buồn anh không ăn uống gì được luôn á. Thôi bên em anh nghe bài Những Con Ngày Như Thế của em. Nghe rồi, đó, thích, đó thích lắm. Mút nó lên liền, mút nó lên chưa? cũng phiêu phiêu nhẹ nhẹ xíu xíu á. Bây giờ có cách nào lên thẳng luôn không? Vậy thôi em hát tặng anh khúc. Ok không? Yeah. Này này anh ơi, cười lên đi, đừng lo chi vì cuộc sống vốn thế mà. Có những ngày nắng phải nhường cho mưa, tươi mặt dịu đi những khô cằn. Này này anh ơi, buồn thì khóc, cười khi vui đừng cứ giấu mãi trong lòng. Vì sẽ có người yêu anh, sẽ có người bên anh lúc anh yêu mềm. Anh ơi, anh nghe nè. Giờ đây cân. Ok. Đây đây đây, mời ngồi mời ngồi. Dạ. Trời ơi, yêu đương gì tầm này nữa. Tầm này là để ăn thôi. Không, ăn nếu mà ăn ngon thì yêu sau. Đúng rồi. Tại vì là mình đàn ông tới tình yêu cái bằng bao nè, tử trước ha. Trước khi đến trái tim hay qua bao tử trước. Đúng rồi, phải no trước nè. Đầu tiên là xin mời thực khách của chúng tôi đặt hàng hai món ăn. Là em ghi vô đây. Dạ đúng rồi. Nhà anh là giống như là một cái siêu thị nhỏ, thu nhỏ vậy đó. Rất nhiều nguyên vật liệu, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của quý thực khách. Xin mời. Để em nghĩ coi là em đang thèm cái gì nha. Dấu đề nha. Xong rồi, cảm ơn bạn. Và bây giờ không biết là hai món ăn này có làm khó cho hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay. Dạ. Xin mời Neon có thể chào đón sự xuất hiện của hai bạn gái rất là dễ thương và đáng yêu. Đó chính là Khánh Quyên và Bảo Thi. Xin mời. Đây. Chào hai người đẹp. Xin mời hai bạn ngồi. Chào anh. Đó, dễ thương chưa? Chào hai bạn. Rất là xinh đẹp, dễ thương, trẻ tuổi nhưng mà chắc chắn nấu ăn rất là ngon. Chúng tôi phải casting tuyển lựa từ hàng ngàn thí sinh để ngày hôm nay có được hai bạn may mắn được gặp gỡ Neon ông đó. Có đúng gì không hai bạn? Tránh vui đi ở. Không, đâu đúng nào. Dạ sai rồi, mời hai bạn giới thiệu về bản thân mình. Mời em. Em chào anh Hoàng. Dạ. Em chào anh. Em tên là Bảo Thi, năm nay em 25 tuổi và công việc hiện tại của em là diễn viên. Mời nấu ăn cho ngon nha. Dạ rồi. Mời em. Dạ, em chào anh Hoàng, em chào anh Thuận. Em tên là Khánh Nguyên. Hiện tại em đang là diễn viên và truyền thông. Thì em năm nay là 27 tuổi. Rất là trẻ. Vậy là lớn tuổi hơn em. Vậy hả? Rồi, bằng tuổi. Xã hội bây giờ không có so đo gì. Năm mình sinh em ơi. Giờ xin tên cho nó thân mật. Tình cảm ấn tượng của hai bạn dành cho Neon như thế nào? Mời Bảo Thi. Ảnh đẹp trai. Đẹp trai thì người có nhiều người yêu. Đương nhiên. Cái gương mặt anh rất là baby nhưng mà em nghe anh hát rồi, em ấn tượng anh qua một chương trình ca nhạc. Thích nhất là cái bài anh hát là Khi Người Đàn Ông Khóc á. Wow. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng. Và hãy không để nước mắt chứa tràn trong lòng. Khi bao nhiêu cơn mơ chập cánh bay xa vời, thì người đàn ông cũng phải không giống như ai. Hay quá lắm mọi người. Cảm ơn Quyên và cảm ơn Thi ngày hôm nay đã đăng ký để có thể nấu ăn cho anh Neon ăn. Thì không biết là cái gu ẩm thực anh như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá qua 5 ẩn số. Cứ đằng sau mỗi con số như vậy sẽ là một cái từ khóa liên quan đến cái gu ăn uống của anh ấy. Chúng ta chuẩn bị khám phá với những điều bất ngờ dành cho hai bạn nghe. Không biết nó sẽ là một câu hỏi đơn giản hay là một cái thử thách gì đó hai bạn đối kháng với nhau. Đây, bây giờ xin mời sự xuất hiện của 5 ô số. Huy hiệu thần bếp có thể xuất hiện ở bất cứ ô số nào. Có được cái huy hiệu đó, mình giống như làm chùm vậy đó. Mình làm nữ hoàng của gian bếp. Mình yêu cầu Neon làm gì là anh phải làm đó luôn. Đừng yêu cầu em nấu ăn là được. Chuẩn bị từ số 1 đi cho nó dễ hen. Xin mời, số 1 nội dung là gì đây? Câu hỏi. Xin mời, hai bạn cầm bảng viết lên, chuẩn bị ghi đáp án. ABC thôi, cho nó nhanh. Chúng ta chỉ có khoảng 5 giây suy nghĩ trả lời.
nồi nấu bún bò Huế truyền thống làm bằng chất liệu gì? A. Đất. B. Nhôm. C. Đá. Khó nhỉ. 3, 2, 1, xin mời. Đáp án của hai bạn là? Bạn Bảo Thi thì chọn là đất là A, bạn Khánh Quyên chọn B là nhôm. Đáp án chính xác là B. Chúc mừng Khánh Quyên là nhôm. Nồi nấu bún bò truyền thống làm thủ công với chất liệu nhôm. Thoạt nhìn, chiếc nồi trông khá giống với cái niêu. Dung tích nồi lớn, miệng nhỏ nên nhanh sôi. Chất liệu nồi cũng giữ nhiệt rất tốt. Hiện nay, loại nồi nhôm này vẫn rất phổ biến ở Huế. Chúc mừng bạn. Như vậy là 1-0 rồi nghe. Thì không biết là đằng sau ô số 1 á là từ khóa nào liên quan đến neon đây. Xin mời. Oan gia ngõ hẹp. Ủa sao nghe giống phim mà tâm lý xã hội quá vậy ta. Oan gia ngõ hẹp là sao neon? Thì ngày xưa em ấn tượng hoài luôn. Tại vì là có một cái lần mà mình nhớ là mình còn rất là nhỏ tuổi, mình đi ăn quán với gia đình. Thì là vô một cái quán gọi là đồ mà nấu ở trong cái đồng á. Tức là trong đồng mà có con gì là sẽ có đồ đó, giống như là cua này kia vậy đó. Thì là có một cái dĩa thịt, nó làm roti rất là ngon. Wow. Thì em không biết nó là thịt gì thì em mới hỏi. Thì mọi người bảo nó là thịt thỏ. Thì mình nghĩ là con thỏ chắc cũng không đáng sợ lắm. Thế là ngon mà. Thì lúc đó em còn nhỏ em cũng không có hiểu được. Hồi đó rất sợ con chuột. Rồi nghi nghi rồi. Dù em tuổi chuột em rất là sợ con chuột. Thế là ăn xong em ăn tới cuối buổi luôn em về nhà. Thế mọi người mới bảo là cái đó là dĩa thịt chuột. Trời ơi. Rồi phản ứng hóa học lúc đó ra sao? Thì cũng ngon. Không sao hết. Nhưng mà sợ, không bao giờ ăn lại. Vậy Bảo Thi ăn được thịt chuột không? Hồi nhỏ thì em ăn được, nhưng bây giờ thì em sợ, em không dám ăn. Sợ chuột với hương mà sợ. Ôi, gì anh tổ chuột nè. Ôi em con tổ chuột nè. Ủa dồi ba đây chuột, ba chuột. Con chuột không? Chuột không? Chuột. Dạ em chó. Tuổi chuột, tuổi chuột. Còn bạn tuổi tuất hen. Vậy là em sợ chuột không Quyên? Dạ không. Ăn được thịt chuột không? Dạ được. Trời ơi xuất sắc. Nhưng mà Neon ngày hôm nay không ăn được. Và bây giờ sẽ là ô số 2. Không biết là nội dung thi đấu là gì đây. Xin mời. Nội dung là thử thách ưu tiên. Có nghĩa là hai bạn sẽ dùng cái vận may của mình để quyết định xem là tỷ số là 1-0 hay là 1-1 ngang. Ok. Đây là một dĩa chanh. Chúng ta thấy kích thước của nó khác nhau. Màu sắc thì khá tương đương với nhau. Nhưng quan trọng nửa miếng chanh nào không hộp và nửa miếng chanh nào có hộp. Ai chọn được miếng chanh không hộp, người đó sẽ được một bàn thắng. Tạm thời là Khánh Quyên đang dẫn trước, nên tôi sẽ ưu tiên cho người đang bị mất lợi thế nha. Bảo Thi. Dạ. Em lựa đi, em đoán em xem. Em lựa trước hả? Hai mẫu nào, mẫu nào không có hộp nha, không hộp nha. Đây. Boom. Rồi xin mời em. Nếu như nó không hộp là em được một điểm, còn nếu như nó có hộp là điểm đó như tôi phải cơ ngay. Anh biết tại sao em biết không? Sao nhờ? Tại mẹ em bán chanh. Cho nên em biết, ngày nào em cũng cắt chanh á. Cảm ơn mẹ. Tất cả mọi thứ trên đời này đều có duyên cớ hết, thấy chưa? Mẹ bán chanh bao nhiêu năm, chủ yếu để có giây phút này đây, em đăng quang rồi. Một đều. Đăng quang. Chính xác mọi người ơi, đó. Chứ chanh bự, không hộp. Xác nhận coi, đây, có hộp nha, có hộp nha. Nên bây giờ chúng ta sẽ tiết lộ ra nội dung bên trong ô số 2. Ủa, nghe nhớ mình quá. Yêu cứ đêm đâu, cứ đêm đâu. Sao vậy? Thật ra em rất là thích bài này của chị Min. Và nó cũng gắn liền với một cái thói quen ăn uống của em luôn. Trong một năm em chỉ có khoảng một vài lần đổi thực đơn của mình thôi. Một vài lần đổi thực đơn là... Tức là mỗi một ngày buổi sáng em sang cái đó, đúng cái đó luôn. Buổi trưa là đúng cái đó và buổi tối đúng cái đó luôn. Không ngán. Wow, hay vậy. Ví dụ, không đổi vị luôn. Món nào? Nửa năm nay là em ăn cơm gà xá xíu. Tại vì em dậy thì rất là trễ. Khoảng 10 giờ 11 giờ là em mới bắt đầu xong xuôi để ăn sáng á. Là gọi là ăn trưa luôn á. Thì em thường chọn cơm luôn. Xong. Rồi tới còn tối. Ví dụ như chiều tối là chắc chắn sẽ là một cái món bún nào đó hoặc là cơm tấm thôi. Hai món đó. Những cái quán em ăn là đúng mấy cái quán đó luôn. Vậy là chúng ta biết được cái gu của ảnh rồi. Hai bạn cẩn thận. Ngày hôm nay nấu ăn mà ngon quá, đúng khẩu vị của anh quá là anh bắt cóc, anh dèm về nhà. Và bây giờ sẽ là nội dung thi đấu ở ô số 3. Câu hỏi tiếp. Rồi, cầm bảng lên hen, cầm viết lên nào. Tỉnh thành nào sau đây nổi tiếng với sản vật hoa hồi? A. Ninh Thuận. B. Đồng Nai. Và C. Lạng Sơn. Hết ba tỉnh này nằm ở ba vùng khác nhau luôn á. Và nó cũng ít có cái đặc sản. 3, 2, 1. Xin mời đáp án. Bảo Thi chọn C. Lại khác Khánh nhau. Quyên chọn A. Đáp án chính xác là C, Lạng Sơn. Wow. Wow. Theo tài liệu của Cục Sở hữu Trí tuệ, hoa hồi Lạng Sơn được đánh giá là một trong những loại hoa hồi có chất lượng tốt nhất thế giới.
Hoa có màu nâu sẫm, dạng hình sao với 5 đến 6 cánh đều và rời nhau, mùi thơm đặc trưng, hàm lượng tinh dầu trung bình khoảng 11%. Và nội dung câu hỏi này đã giúp cho chúng ta khám phá bí mật bên trong ô số 3 là gã siêu tinh huy hiệu thần bếp luôn. Chúc mừng em. Em đã được làm nữ hoàng của gian bếp nhà anh rồi đó. Ok. Lát nữa nha, mình suy nghĩ nha, mình sử dụng huy hiệu này sao mà đừng lộn một thôi đó. Dạ. Gã siêu tinh là về tình yêu hay ẩm thực đấy? Tình yêu và ẩm thực nó sẽ đi đôi. Uh-huh. Vì là sẽ có những lúc mình sẽ yêu những người gọi sao ra những cuộc tình nó hơi cay đắng á, nhưng mà mình vẫn yêu. Thì em nghĩ là em cũng có một cái thói quen trong ẩm thực. Ngày xưa thì em không ăn được ớt. À hả? Em rất là sợ ăn cay. Tao cũng giống anh rồi. Xong rồi có một cái ngày em ăn cơm ở đâu đó em không nhớ. Thì mọi người có ớt xanh á, tức là mọi người cứ ăn một muỗng là cắn một cái. Em cũng tập và em cảm thấy là rất là kích thích vị giác. Thú vị lắm chứ bộ. Dù là nó rất là cay. Thế mà em chỉ ăn cắn được tới là cái thứ ba, thứ tư là em đã quá cay. Nhưng trời mà em vẫn giữ rồi đó. Em vẫn cắn. Thì em nghĩ là em rất là si tình thói quen đó. Cũng giống như là khi mình yêu một người nào đó mà mình biết cái kết quả không tốt nhưng mình vẫn yêu. Vì là mình còn tình cảm với người ta kiểu vậy. Hay. Và bây giờ chúng ta hãy đến với nội dung thi đấu ở ô số 4 ngàn. Nội dung gì đây? Câu hỏi tiếp. Xin mời. Bánh gì thích tắm ướt? Tắm ướt có nghĩa là nó phải có nước. Có nước nó mới ướt được. Bánh gì ta? Ai có đáp án trước nè? Ai ghi nhanh trước là dơ ra liền là 1, 2, 3 dơ ra nè. Dơ 7 nè. Em đồng đáp án nha. Em cũng nghĩ tới cái này nè. Em chọn bánh bèo. À. Bèo có nước thì giống như là em nghĩ nó tắm trong nước mắm rồi có nước. Wow. Lý á. Mà có người không thích ăn nước mắm. Ờ. Có người ta chọn nước tương. Hay là có người ta ăn không, ăn chay sao? Thì thôi em sai á. Rồi bánh trôi nước. Đó em cũng nghĩ giống vậy á. Dạ. Mà đáp án chính xác nhất ở đây là bánh tráng. Có nghĩa là nó cũng cuốn nó cuốn á. Tráng là mình phải có ướt ướt chứ không là nó bể. Ướt thôi, anh chỉ nói ướt thôi. Chứ như bánh trôi nước là ngập mặt rồi, là nó bơi trong nước rồi. Ướt ướt thôi. Nên tạm thời là không có tỷ số hen. Tạm thời bây giờ vẫn là 2-1. Xin mời, bí mật bên trong ô số 4. Vị ngọt đôi môi, lại nhớ chị Thanh Thảo rồi. Sao em cứ lựa mấy cái tên bài hát làm từ khóa vậy? Nó làm cái vị tiếp theo mà em rất là thích. Vậy á? Nó là vị ngọt. Ngọt bất cứ gì. Tại vì em thấy là mỗi lúc mà em đi làm mà bị mệt á, em chỉ cần ăn một miếng bánh hoặc là uống một ly nước kiểu nó ngọt ngọt xíu á là em có năng lượng lại. Em ảnh hưởng khẩu vị của người miền Nam á. Thành ra là nó cứ ngọt ngọt cay cay xíu là ảnh hưởng khẩu vị người miền Nam. Vậy em quê gốc ở đâu? Em là ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà là gốc người Hoa. Thì hồi xưa cái khu em ở là có người miền Trung với miền Nam nhiều. Đó là cứ mặn ngọt cay. Ba cái vị đó. Kéo nha, lát cái gì mình nêm nhẹ nhẹ cứ ngọt ngọt cho thú vị. Rồi, ô số 5. Đến với ô số 5 nào. Thử thách đối kháng, sẵn sàng nha, bỏ bảng xuống và chờ đây xem thử thách có gây khó cho hai cô gái hay không. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ hãy sẵn sàng với trò chơi đối kháng của chúng tôi. Hey, hey. Các em đoán xem mình làm gì với lượng nước trong này. Uống nè anh. Làm gì ta? Tại vì có một xíu nước này cũng không biết làm gì luôn á. Nước này để cho chúng ta cân bằng được cái chai để nó có thể đứng được với những pha ném thần sầu của hai em. Có rất nhiều xu hướng của giới trẻ bây giờ giải trí bằng cách là ném cái chai làm sao cho nó đứng. Vậy là anh đem một ví dụ rất cụ thể là bị thua rồi đó. Ai mà làm đứng cái chai nhanh nhất người đó sẽ chiến thắng. Nhưng nếu lỡ như mình làm đứng cái chai ở bên phần sân của đối phương, coi như là nhường chiến thắng cho đội bạn hen. Rồi xin mời hai bé. 3, 2, 1 bắt đầu. Rồi sao em ném một kết phim luôn xong. Làm cái đi nha. Không người tao thắng rồi đó. Người tao cái này giờ làm phải vui công bằng với Quyên thôi, nhưng mà làm cho vui nè. Làm cho vui đi, thảy đi chị. Ok. Thảy luôn, vui thôi, vui thôi. 1, 2, 3 cái nữa đi, cái cuối nè. Được đó. Em sinh ra là để chơi trò này hay sao đó Nguyên? Với trò chơi ném chai này thì tỷ số bây giờ đang là 2-2 luôn. Chúc mừng Nguyên. Như vậy chúng ta có tỷ số hòa. Hai bạn sẽ không có được quyền ưu tiên để lựa chọn gian bếp nữa. Và bên cạnh đó, cái quyền đó sẽ thuộc về Neon. Neon sẽ quyết định luôn. Quyết định ai nấu món gì và ai đứng ở gian bếp phía bên nào luôn. Ghê chưa? Chứ không cần hiệp phụ nữa. Nhưng em lưu ý, em đã có một lợi thế, đó chính là huy hiệu thần bếp nha. Và bây giờ xin mời tất cả nhà mình vào vị trí. Và
Và trước khi chúng ta biết được là nhiệm vụ ngày hôm nay là gì, món ăn nào, thì hãy khám phá bí mật đằng sau ô số 5 nghe. Xin mời, từ khóa là luyến lưu không rời. Ghê thiệt, đúng nghệ sĩ á. Chọn mấy từ khóa nghe nó thơ văn hết sợ. Nó là về một món thịt mà em rất là thích. Thịt chó? Không có. Em có một cái chuyến đi Buôn Mê Thuột, có một cái khu du lịch bán một cái món là heo tộc nướng và cơm lam với lại muối mè. Đúng gu rồi, đặc sản rồi. Chưa bao giờ em đi lên trên miền cao mà em ăn được một cái món thịt heo mà nó ngon vậy. Tại bình thường em rất thích ăn thịt heo, nhưng mà chỉ là kho hoặc là luộc. Nhưng mà cái đợt đó em ăn và em rất là nhớ. Bây giờ vẫn rất là nhớ Buôn Mê Thuột, nhưng mà chưa có gì quay lại. Rất là ngon. Thì không biết hai bạn đã thử món đó chưa? Dạ chưa. Ngon em lắm chưa, mọi người. Chưa, ngon lắm. Có dịp lên đó. Qua bí mật của năm mẫu số đã giúp cho hai người đẹp nắm bắt được cái sở thích của anh ấy rồi. Bây giờ thì chúng ta đến với phần may mắn của mình thôi. Không ai có quyền ưu tiên lựa chọn gì cả, mà tất cả sẽ quyết định bởi Neon. Đó, hai món ăn. Neon giờ đó muốn giao cho ai nó món gì, hay là bốc thăm trúng thưởng hay sao cũng được. Thật ra thì bây giờ nếu mà tỷ số 2-2 thì em nghĩ là may mắn chia 50-50 đi. Dạ. Chắc em nghĩ là cho hai bạn bốc thăm. Rồi, không, Neon ngồi đó luôn. Em giao luôn. Em giao luôn. Em giao luôn. Em đưa đại đi. Đây. À, đây. Rồi, bạn quyết định vậy ha. Dạ. Bây giờ mình lộ diện cái của Bảo Thi trước. Bảo Thi, món của bạn là bò lúc lắm. Còn Quyên là cà ri gà. Ồ, hai món ăn này rất là quen thuộc với chúng ta mà. Cũng khá dễ nấu. Và bên cạnh đó là gian bếp. Nên ông cũng quyết định luôn là bạn Quyên sẽ đứng bếp bên nào và bạn Bảo Thi đứng bên nào. Bên tay trái của hướng nhìn của khán giả hay bên tay phải của hướng nhìn khán giả? Góc mặt Quyên đẹp ở đâu? Không biết luôn. Vậy chắc là bên này đi, cho Quyên ở bên trái và Thi ở bên phải. Dạ rồi, vậy là Quyên á, theo hướng nhìn của khán giả, dạ. Quyên sẽ đứng bên phải của khán giả. Dạ. Bảo Thi sẽ đứng bên trái của khán giả. Dạ. Rồi, tất cả đã sẵn sàng. Và bây giờ xin mời mọi người, chúng ta lăn vào bếp thôi. Tại vì em lựa chọn hai bên sao giờ không biết có may mắn dành cho hai bạn hay không. Nhưng mà hai món này em thấy cũng dễ mà. Không phải anh nói hai món ăn mà hai cái hoàn cảnh nó ăn. À, hai cái hoàn cảnh hả? Đây, cái hoàn cảnh bên đây nó ngộ nghĩnh lắm. Một chân của bạn ấy phải đạp vào cái thảm gai Quyên ha. Đạp thẳng vô thảm gai nè. Có massage chân. Còn cái chân còn lại được dưỡng da. Bên trong cái ủng này nè. Này ông, bên trong cái ủng này đố em lại gì á? Không biết. Hỗn hợp. Nào là dầu ăn rồi nha đam. Da. Dạ, chân đẹp lắm nha cưng. Mà dưỡng có một bên lệch. Vậy lát nữa mình đeo hai bên đi cho nó đều. Thôi. Nhầy nhụa trong này nó kỳ lắm anh. Ồ, nó đã lắm em. Còn bên đây thì là một cái giống như đường đua vậy đó. Em thấy cũng hỗn hợp giữa em né nãy giờ. Bột giặt nè, nước rửa chén nè, dầu ăn nè. Rồi sao đi ta? Thì là phải né đúng trong... không? Không né, đứng lên đó. Trong phạm vi này thôi nha Bảo Thi. Dạ. Đó, bây giờ em muốn xài huy hiệu từng bếp không? Em sử dụng. Đó, thấy chưa? Sợ liền. Sợ. Làm cất quan bên ha. Dạ đúng rồi. Vậy là lát nữa em không được sử dụng huy hiệu thùng bếp nữa nha. Dạ. Chỉ được dùng một lần thôi. À. Chúng tôi chấp nhận. Như vậy là tạm thời di chuyển cái vật cản trở này ra khỏi khu vực của bạn Bảo Thi. Và chúc cho cả hai bạn nấu ăn thật là ngon. Ráng lên cưng. Ra, nè ông ơi. Dạ. Có trò này vui lắm. Em nữa. Một là bạn chấp nhận ăn hai món ăn này mà không có nguyên liệu chính là gà và bò. Không, phải có chứ. Gà đi gà mà thấy cà rốt với khoai tây không? Không được. Bên bò lúc lắc mà thấy lúc lắc không có bò. Kỳ. Kỳ lắm. Kỳ, kỳ. Qua đây anh chỉ cho làm sao để ăn được hai món nha, đầy đủ nha. Rồi, ok. Qua đây. Đây, bây giờ sẽ là nhiệm vụ để chúng ta có được những nguyên liệu chính đang thiếu là gà và bò. Nằm bên trong bí ẩn của hai cái nắp nồi này. Có được cái món nguyên liệu chính đó thì bạn đem về cho bạn gái đó, vậy thôi. Dạ, ok. Nhưng mà hai cái thử thách ngày hôm nay nó đặc biệt lắm. Bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên. Dạ. Đây, giấy hen. Anh sẽ đặt tờ giấy này lên lưng của Neon. Dạ. Anh sẽ vẽ hay anh viết một điều gì đó, em phải đoán cho bằng được. Anh sẽ có 5 lần vậy. Nếu mà đoán được trúng 3 lần là coi như hợp lệ, chiến thắng. Rồi lỡ em không đoán trúng sao ta? Thì coi như là ăn bò lúc lắc thì chỉ ăn lúc lắc thôi, chứ không có được ăn bò à. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Bây giờ là thần giao cách cảm thôi, chứ anh thấy em mặc đâu mà 3-4 lớp vậy trời. Phải cảm nhận nha, dây thần kinh lưng là nó ít nhất ấy. Giờ mình vẽ gì ta? Anh vẽ hay anh viết?
vẽ cái hình con này là đúng đúng cái tuổi em luôn nè. Đoán đi. Không, anh Hoàng viết tên em đúng không? Ghê thiệt. Trời tại trời. Vì đó chính xác em gạch nha, em đang tưởng tượng ra. Cũng thông minh á nè ông nha. Dạ thôi lấy tờ khác đi. đây chấp luôn. Bây giờ cho em biết đây là một cái chữ đó đó. đoán đi dẹp tại vì em thấy có chữ nè. Chưa chính xác nhiều, nói chung là nó đó nhiều dấu quá. Đáp án đẹp chứ không phải là dẹp. Sai. Này đi. Vậy cho dễ. Ok. Có cái dấu chấm ở cuối mà ở trên là chữ Y. Ghê chữ đầu là chữ T. Suy luận trai. Đúng chính xác. Hai chữ đúng rồi. Dạ còn một chữ nữa em được ăn rồi. Bây giờ đoán xem anh vẽ cái gì hay vẽ con gì nha. Dạ rồi. Ok. Cái gì vậy? Ghê chưa, một nét một xuất sắc luôn. Hình này liên quan tới âm nhạc. Nốt khóa son. Ghê thiệt chính xác luôn. Khóa son nè. Giỏi quá, ủa giờ là được mấy cái rồi? 3 cái rồi. Thì thắng rồi. Yeah. Hay quá. Trời ơi thông minh lắm nha. Wow, cái lưng này có gắn chip hy vọng mà nhảy dưới ta. Tại vì liên quan tới âm nhạc. Màn giày. Không, mà cái chữ nhiều nét gì mà không đoán được hay thiệt. Giỏi. Rồi bây giờ neo qua đây. Em với cái hai nào, phần này thì em bóc ngẫu nhiên thôi. Người đẹp nào có phần nào thì thuộc về người đó trước. Rồi bóc đại cái này. Rồi. Bò. Bò. Rồi men về cho Bảo Thi liền. Rồi chúc mừng Bảo Thi. Hay quá. Em có bò rồi kìa. Vậy như vậy chắc chắn bên đây là gà. Dạ. Bây giờ mình sẽ chanh. Liên quan tới chanh. Ngậm hết 3 miếng chanh này hát 1 bài hát hết. Đơn giản dễ hiểu đúng không? Xin mời. Ok. Bài gì ta? 3 miếng chanh đó. Làm gì làm ngậm hết vô họng đi. Quá. Nhà lơ. Bài gì ta? Một con vịt xè ra 2 cái cánh. Phải nó kêu không? Rằng cạp. Ok anh vịt. Vậy là anh một miếng em một miếng. Ủa đâu ra luật này? Biên tập cho. Trời đất. Ok. Thôi giờ thôi em trước. Thấy ha, hai đứa sông cao hả? Em 2 miếng anh miếng. Wow. Con vịt. Cắn. Mình phải cắn nó. Cắn nó kìa, cắn kìa. Cắn. Rồi hát 2, 3. Một con vịt thè ra 2 cái cắn. Nó kêu rằng cắp 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 cắp. Ngập bờ nước nó bị bà bị mất. Lúc lên bờ mấy cái cắn cho. Chưa ăn gì luôn. Em xong rồi. Hát lại. Tại giờ có mình em hát rồi. Dạ tới anh đó. Giận em à? Quà, em Minh Quả. Đó ăn ngon. À. Trao vên bò cho vô màu dao. Còn hương trao nhiều nhân hồng khóc nghe. Không khóc nghe. Rồi mẹ trồng cây trai. Cha vào nhà mai. Ông bà vui cây cây. Nhà 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 nhà. Không hát được chữ L luôn. Mà nó còn đắng nữa. Rồi quá. Tụi em xong rồi. Bây giờ cũng vậy. Để cho hai bạn tự nhiên nấu ăn. Em thịt gà qua cho người đẹp. Anh em mình đi ra ngoài kiếm gì ngọt ngọt uống đi. Thiệt á. Canh mà thiếu miếng đường nó không ra được cái chợ chanh được. Cảm ơn anh. Ráng nha cưng. Bảo Thư ráng nha em. Dạ. Tụi đây, anh đây. Đi xúc miệng đi. Ghê quá.
Ta-da! Xong rồi! Hai siêu phẩm ngày hôm nay cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao đã được thực hiện bởi đôi bàn tay khéo léo của Khánh Quyên và Bảo Thi. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và hai bạn cũng đã thoát ra khỏi sự khó khăn trong hoàn cảnh, đặc biệt là Khánh Quyên ha. Hai món ăn, một bên đó là cà ri gà, một bên là bò lúc lắc. Thì không biết là nếu ông muốn thưởng thức món nào trước? Chắc là em sẽ ăn bò lúc lắc trước. Bò lúc lắc trước. Rồi, với món bò lúc lắc này không biết là Bảo Thi cũng muốn dành tặng lời chúc nào dành cho Neon không? Chúc anh càng ngày càng đẹp trai và con đường sự nghiệp của mình càng phát triển hơn nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi thử xem nào. Trình bày rất là đẹp mắt ha. Anh Hoàng thử với em. Thôi cái mẹ của em chứ anh ngại lắm cơ. Vậy thôi em thử trước. Nhìn ngon. Rồi đây. Trời ơi thịt bò kìa. Sắc vừa miệng. Mình ăn như vậy luôn khỏi chấm gì ha. Cho nó trò. Thường là mọi người sẽ chấm với muối tiêu chanh hen. Còn bây giờ là thử xem là với hương vị nguyên bản của bò lúc lắc đến từ tài năng của Bảo Thi sẽ như thế nào. Đó, miếng bò nó có mềm không? Gia vị, hương liệu như thế nào? Nó có ngấm vào miếng thịt bò hay không? Rồi cái nước sốt ra sao? Với em là cái vị bò này vừa rồi. Vừa. Không cần phải chấm thêm. Nó hơi ngọt ngọt. Hơi ngọt ngọt. Nó hơi ngọt ngọt xíu. Biết thể thích của em mà. Bò thì mềm thêm một xíu nữa xem. Còn lại là tổng thể biết sao không? Thời gian. Dạ, thời gian đủ. Tâm ra là có gói gọn có nhiêu đó phút à. Dạ. Rồi đâu mượn thử miếng khoai coi. Hen. Để con người đẹp đó làm chuẩn bị chỉnh chu từ rau củ quả các kiểu. Đó, chiên có bị dầu quá không? Nó vẫn giòn và nó có một cái hình như là có một miếng muối nữa nên là ăn rất là vừa. Chính xác luôn. Em khéo quá. Cái đó tinh tế. Ồ hay á, hay á. Xuất sắc cho một buổi tối. Ok. Cảm ơn Neon. Rồi bây giờ xin mời Neon dùng một ít nước thả khẩu vị lại số 0. Giữ công bằng cho bạn Khánh Quyên ha. Cái màu xuất sắc. Ủa? Cà ri gà anh nhớ ăn với bún hay ăn với bánh mì mà ta? Em sợ anh Neon là sẽ dư tinh bột á. Cho nên là em ăn nhiều gà, nhiều thịt sẽ hay hơn. Nhiều đạm, nhiều thì tốt hơn là ăn tinh bột. Thương không? Sợ em mập. Đừng như MC, hãy như Neon. Giờ hớp bụng quá trời. Vậy thôi, bây giờ mình thưởng thức không thôi nhé. Dạ. Chắc là em dùng nước trước. Đúng. Tinh tế. Em sạch dùng nước trước. Tại thấy cái màu nó gắt quá nè. Cái màu nó đẹp quá. Đậm đà của em, màu này màu ngũ vị hương hay gì mà đậm dữ vậy? Màu dầu cà ri. Dầu cà ri thôi đó mà cái màu nhìn bén quá hen. Sao? Béo không? Thơm không? Béo. Hai cái vị mà em thấy nó nổi nhất là vị béo và vị cay. Em thử một miếng gà. Rồi, xin mời em. Gà rồi khoai, cà rốt nha. Xem tổng thể những cái nguyên liệu chính và phụ nó có hòa quyện nhau hay không? Nhìn ngon miệng lắm. Với món ăn này thì em sẽ dành lời chúc nào dành cho Neon? Dạ, chúc cho anh Neon là mọi điều may mắn, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh trong cuộc sống cũng như là trên con đường sự nghiệp của anh. Cảm ơn Nguyên nhiều. Đó, trời ơi, chúc mình đặc sắc như món ăn vậy đó. Sự nghiệp nó không thăng hoa nha. Ăn vô lên cao luôn nha. Cái này nó vẫn giòn. Cà rốt vẫn giòn. Khoai sao? Khoai chả lẽ giòn hơi kỳ. Em không biết, đem thử coi. Tại vì khoai với cà rốt là hai đặc trưng khác nhau. Dạ. Mềm xíu nữa. Còn đó cũng do thời gian, tại vì thời gian nó quá ngắn chứ mà để cái món này mà ngon là phải ninh nhừ. Rồi thử gà ha, quan trọng. Con gà có mềm không hen? Thêm chút thời gian nữa nó sẽ rất ngon, nó mềm xíu nó sẽ ngon. Mềm à, bạn cần mềm hơn nữa. Cái vị nó vẫn rất là béo bên trong, ăn cái hậu của nó vẫn ở đây. Như vậy là vẫn thấm vào bên trong, nhưng mà nếu mình ninh nhừ hơn miếng nữa là ok. Như vậy là hai món ăn cũng đã được thưởng thức bởi Neon rồi. Bây giờ bạn lựa chọn đi, món nào giành chiến thắng ngày hôm nay? Do cái khẩu vị hôm nay thôi. Là thì em cảm thấy là món bò nó phù hợp với em hơn. Vậy em quyết định là về bạn Bảo Thi. Bảo Thi giành chiến thắng, chúc mừng Bảo Thi. Cảm ơn Khánh Quyên nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó Khánh Quyên cũng đã rất cố gắng và rất là đáng khen. Nào chúng ta nhận thưởng thôi. Đây, phần thưởng dành cho món ăn đã giành chiến thắng ngày hôm nay đó chính là bò lúc lắc của bạn Bảo Thi. Xin mời Neon trao tặng phần thưởng trị giá 5 triệu đồng cho Bảo Thi. Chúc mừng bạn. Cảm ơn. Xuất sắc nha, cũng may mắn nữa. Bởi vì mình vô tình mình lựa chọn cái món cũng khá là dễ nấu. Dạ. Chứ mà cà ri gà anh thấy nó hơi phức tạp. Em thấy là cà ri rất là phức tạp nếu mà em trong thời gian đó em không nấu được. Anh vậy luôn, anh thua luôn. Bởi vậy bữa nay có thấy tiếc gì không? Dạ không, vui. Quyên vẫn là vui. Bây giờ phần quà dành cho người già nhì này. Tinh thần nhưng mà nó đáng nhớ. Neon ôm cái động viên. Rồi, dễ thương quá. Cảm ơn Khánh Quyên rất nhiều. Còn với Bảo Thi ngày hôm nay giành chiến thắng, về có khoe với lại gia đình của mình không? Em khoe với mẹ em trước. Để mẹ em đi khoe cả chợ. Lý thiệt, có thương cái chợ ghê á. Cảm ơn Neon
Hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ được gặp nhau bởi rất nhiều chương trình và đặc biệt là những bài hát hit của bạn nha. Dạ, em cảm ơn Hoàng nhiều. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay của chúng tôi cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao. Chúng tôi đã có được những cái kỷ niệm khó phai trong ngày hôm nay, những câu chuyện chia sẻ thú vị đến từ hai bạn chơi cùng với ca sĩ thần tượng ngày hôm nay, đó chính là Neon Trung Thuận. Và hy vọng chúng ta vẫn luôn nhớ lịch hẹn của nhau, đó chính là 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ Hoài Đà Bơ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.